Thượng tọa Đại đức Tăng Ni, kính thưa quý vị giáo sư, các nhà khoa học, kính thưa toàn thể quý vị, quý thầy cô giáo cùng các em sinh viên, học viên khoa học, nghiên cứu sinh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2600 năm trước, sau khi chứng quả đạo Bồ Đề, Đức Thế Tôn đã truyền bá giáo lý tư tưởng mà Ngài đã giác ngộ, nhằm đem lại sự bình đẳng, an lạc, giải thoát cho tất cả chúng sinh. Tư tưởng từ bi hỷ xả, vô ngã dị tha, lợi lạc quần sinh, cùng tinh thần rộng mở, dân chủ và bình đẳng của Ngài, từ đó về sau được truyền bá ở các nước trong khu vực và hôm nay được phổ biến khắp cõi nhân gian. Riêng tại Việt Nam, đạo Phật đã được truyền vào rất sớm bằng con đường biển từ phương Nam truyền sang và sớm hơn con đường bộ từ phương Bắc truyền xuống. Đạo Phật Nam truyền này, theo các nhà Phật học, đó chính là Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy Nam truyền hiện vẫn tồn tại và ngày càng phát triển mạnh mẽ ở khu vực Nam Bộ và các nước Đông Nam Á. Ở đó có nhiều nước đã công nhận Phật giáo là quốc giáo như Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, v.v. Kính thưa quý vị, hôm nay tại hội thảo khoa học này do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp tổ chức, ban chỉ đạo hội thảo rất hân hạnh được đón tiếp chư tôn đức lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị trưởng lão thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, đại diện cho ban tôn giáo chính phủ và ban tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể các nhà khoa học và các chư vị hòa thượng, thượng tọa Đại đức Tăng Ni. Hy vọng qua hơn 80 tham luận tại hội thảo khoa học lần này, chúng ta sẽ nhìn lại những vấn đề về tư tưởng triết học và Phật học để khẳng định Phật giáo nói chung, hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy nói riêng mãi mãi là một đạo Phật nhập thế, luôn đồng hành cùng dân tộc, cũng như nhận thức lại mối quan hệ tương hỗ giữa Phật giáo Nam Tông Kinh và Nam Tông Khmer tại Nam Bộ. Mối quan hệ cùng những tương đồng và dị biệt giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo các nước Đông Nam Á, với mục đích hướng đến tương lai, góp phần phụng sự dân tộc, đất nước và khu vực nhằm phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu hóa đang diễn ra như hiện nay. Thay mặt ban chỉ đạo hội thảo và chủ tịch đoàn, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thảo khoa học Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Kính chúc quý vị đại biểu, chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đại đức Tăng Ni trong giáo hội Phật giáo và các nhà khoa học an lạc, vạn sự kiết tường. Kính chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Xin toàn thể hội chúng đứng lên để tiếp đón Đức Phó Pháp Chủ Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay để tiếp đón Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin cảm ơn, xin mời toàn thể quý đại biểu an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng cung thỉnh Hòa thượng Tiến sĩ Thích Chí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng trưởng ban chỉ đạo hội thảo, đọc diễn văn chào mừng hội thảo khoa học. Hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự các tỉnh thành,
Thưa giáo sư Võ Văn Sáng, hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư vị giáo sư, các nhà nghiên cứu, các học giả, cùng toàn thể tăng ni và phật tử, hội thảo Phật giáo nguyên thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa được trọng thể tổ chức hôm nay là kết quả sự hợp tác về học thuật giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, với tư cách là lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Tôi và giáo sư Võ Văn Sen, hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã có được cơ duyên làm đồng cố vấn và chỉ đạo hai hội thảo khoa học quan trọng. Tôi rất vui mừng khi được biết ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 90 bài tham luận, 76 bài có mặt trong hội thảo này phản ánh thái độ và nội dung học thuật rất nghiêm túc. Trong đó, hơn nữa các tác giả gửi tham luận hiện là các giáo sư, giảng viên, nghiên cứu sinh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Điều này cho thấy giới học thuật trên toàn quốc nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã có sự quan tâm đặc biệt đến những giá trị minh triết và đạo đức của Phật giáo, như sự ảnh hưởng tích cực và góp phần xây dựng đất nước và con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Hội thảo của chúng ta đề cập đến hai phương diện quan trọng của Phật giáo nguyên thủy là tính truyền thống và tính hiện đại. Phật giáo nguyên thủy nổi tiếng là truyền thống với những lời minh triết mang tính thiết thực hiện tại, có định hướng phục vụ nhân sinh, có thành quả hạnh phúc trong phụng sự ngay kiếp sống hiện tại này, bây giờ và tại đây. Truyền thống Phật giáo nguyên thủy với kho tàng kinh điển Pali được xem là có mặt lâu đời nhất, nguyên chất nhất so với kinh điển thuộc các văn hệ khác, đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển các trường phái Phật giáo khác về sau. Trải qua bao năm trầm, các giá trị truyền thống của Phật giáo nguyên thủy vẫn được duy trì đúng với bản sắc văn hóa đặc thù của một nền Phật học chú trọng tính nhân bản, hướng đến việc giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp con người. Tính hiện đại của Phật giáo nguyên thủy được thể hiện qua đặc điểm siêu việt thời gian, chẳng những không bị thách đố của khoa học mà còn phù hợp với khoa học hiện đại. Trong giai đoạn hiện đại hóa và toàn cầu hóa, tăng ni Phật tử của Phật giáo nguyên thủy đã tích cực tham gia vào các hoạt động nhập thế trên mọi lĩnh vực cuộc sống trong nước và toàn cầu. Tại Việt Nam, cộng đồng Phật giáo nguyên thủy đã góp phần trong việc thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981. Tính đoàn kết và thống nhất Phật giáo qua sự có mặt của Phật giáo nguyên thủy và các trường phái Phật giáo khác trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam giúp Phật giáo Việt Nam đạt được nhiều thành quả xây dựng và phát triển con người và đất nước trong chiều hướng phục vụ nhân sinh trên tinh thần vô ngã vị tha. Tôi tin tưởng rằng với chất xám tập thể của các nhà nghiên cứu khoa học và xã hội tại trường đại học danh giá này, cũng như của các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, những giá trị truyền thống và hiện đại của Phật giáo nguyên thủy sẽ được giới thiệu, chứng minh một cách ngời sáng, khách quan và khoa học. Thông qua hội thảo này, tôi tin tưởng các nhà nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và Phật học sẽ soi sáng nhiều vấn đề từ triết lý cho đến thực hành, từ tôn giáo cho đến xã hội của Phật giáo trong tương quan với đất nước và con người Việt Nam trong thời hội nhập. Các kết quả nghiên cứu hôm nay sẽ mở ra các tiền đề và định hướng nghiên cứu Phật giáo mang tính chuyên sâu, hệ thống và toàn diện về sau. Kính chúc các nhà nghiên cứu, các học giả và quý hiện hữu tri thức dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và thành công.
Xin cảm ơn lời phát biểu của Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Trí Quảng. Sau đây, xin trân trọng kính mời Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng trưởng ban chỉ đạo hội thảo, đại diện hệ phái Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời Hòa Thượng. Trung tâm Đi Lâu
trúc lâm yên tử chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Kim Lan đang thủ ý ở miền Nam và một số các cái ngôi chùa Nam Tông Khmer có niên đài gần 2.000 năm như chùa Hành Phúc Tăng ở Vĩnh Long, chùa Sông Roe ở Trà Vinh, v.v. Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông Kinh đã du nhập vào Việt Nam vào năm 1938 do đoàn Hoàng Pháp của cố Hòa Thượng Hồ Tông tại tổ đình Phượng Quang của Thủ Đức. Đây là ngôi chùa đầu tiên được Hòa Thượng chọn để hoàn pháp. Nguồn gốc ngôi chùa này do bà Bùi Nguyên Hở hiến cúng đất và cụ kỹ sư Nguyễn Văn Hiệu chư Phật tử đồng quyên góp để xây dựng. Từ ngôi chùa tổ đình này, Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam hiện có khoảng 85 ngôi từ viện, 600 tăng chư tăng và 400 tu nữ ở trên toàn quốc. Hiện nay là thành viên thành lập của giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981. Về nhân xưng của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam như sau: từ năm 1930 đến năm 1957 là Đạo Phật Thích Ca, năm 1957 đến năm 1964 là Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, từ năm 1964 đến năm 1981 Phật giáo Nam Tông, từ 1981 đến nay hệ phái Phật giáo Nam Tông. Theo dòng chảy của thời gian, dù dân xưng có khác nhưng Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam vẫn không thay đổi và y cứ theo Tam Tạng Pali, tuân thủ y bát kinh lễ nghi lễ tụng niệm song ngữ Pali Việt, thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là duy nhất, dùng ngọ không dùng khí thời, không chấp nhận mê tín dị đoan, nghi lễ không sử dụng chuông mõ, v.v. Trong điểm hoan hỷ chung, Hội thảo khoa học Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu đã đón nhận hơn 70 bài tham luận khoa học thuật cao, nghiên cứu sâu ở nhiều thể loại, góc cạnh Phật giáo Nguyên Thủy của chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cấp cao của giáo hội Phật giáo Việt Nam, các nhà khoa học, quý giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, giáo viên, các nhà nghiên cứu, v.v. Nhờ quý ngài và quý vị làm sáng tỏ, tôn vinh triết lý của Phật giáo Nguyên Thủy cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam ngày nay. Hội thảo khoa học kỳ này nhằm tôn vinh và kỷ niệm một kỷ niệm 76 năm 1938-2014 du nhập của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, hai kỷ niệm 33 năm 1981-2014 thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam, ba kỷ niệm Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam đã dịch và in đầy đủ Tam Tạng kinh điển Pali và 13 bộ chú giải quý giá. 4. Nhằm tôn vinh và giới thiệu nền triết lý Phật giáo Nguyên Thủy đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong ngành giáo dục tại Việt Nam. 5. Dân từ thiếu thừa đã được gắn cho Phật giáo Nguyên Thủy ở trong thời gian qua. Tôi vào qua hội thảo này sẽ không được sử dụng nữa vì nó mang tính cục bộ, không đúng truyền thống, gây mất đoàn kết, xúc phạm đến Tam Bảo. Điều này khoảng thập niên 1950, giáo hội Phật giáo thế giới tại Tích Lan đã hủy bỏ cách gọi tiểu thừa. Chúng tôi vô cùng trân trọng cảm ơn Hòa Thượng Thích Chí Quán, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Xin trân trọng ghi ơn giáo sư tiến sĩ Võ Văn Xuyên, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, đồng chấp thuận cho hội thảo được diễn ra và long trọng như ngày hôm nay. Kết quả của hội thảo
là những bài viết, những bài tham luận thật xúc tích trên bài trước hội chúng. Khoa học sẽ kết tinh làm giàu cho văn hóa, tư tưởng, đạo đức, nhân văn và xã hội Việt Nam hiện nay. Nhân dịp năm mới 2014, thay mặt tăng ni Phật tử Phật giáo Nam Tông Việt Nam, kính chúc chư tôn hòa thượng, tăng ni, quý vị khách quý, quý giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học cùng toàn thể nam nữ Phật tử thân tâm mang lại Phật sự viên thành các tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn bài phát biểu của Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiện Tâm. Kính thưa quý vị, đến dự hội thảo khoa học hôm nay, chúng ta rất vinh dự đón tiếp ông Bùi Thanh Hà, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ. Xin trân trọng kính mời ông lên phát biểu ý kiến. Thưa các vị tôn đức giáo phẩm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các nhà khoa học, thưa toàn thể hội thảo, tôi rất vui mừng và vinh dự được tới dự hội thảo khoa học Phật giáo nguyên thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Tôi cho rằng đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa trong xu thế Việt Nam đang chủ động tham gia một cách rất tích cực trong xu thế toàn cầu hóa. Tôi nghĩ rằng thông qua cuộc hội thảo này sẽ làm rõ hơn cái vai trò đóng góp của Phật giáo nguyên thủy đối với Phật giáo riêng và với dân tộc nói chung, và cũng thông qua đây các giá trị đóng góp của Phật giáo nguyên thủy, của giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ được và phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Đến nay Đảng Nhà nước rất quan tâm tới hoạt động tôn giáo, đặc biệt là các đóng góp giá trị về đạo đức văn hóa của tôn giáo nói chung, trong đó Phật giáo nói riêng thể hiện rất rõ trong những đóng góp với dân tộc, với đất nước. Trong xu thế hiện nay, tôi thiết nghĩ những đóng góp của giáo hội Phật giáo trong lĩnh vực, trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực đạo đức, giá trị đó tôi nghĩ sẽ được xã hội đón nhận rất tích cực và rất hoan nghênh. Do vậy tôi rất mong muốn thông qua hội thảo này chúng ta sẽ làm rõ được đóng góp của giáo hội Phật giáo nguyên thủy trong ngôi nhà chung của giáo hội Phật giáo với dân tộc Việt Nam, để qua đó chúng ta phát huy tất cả những giá trị đã đóng góp được, đồng thời nhân lên những đóng góp đó ở trong thời gian tới cho công cuộc chung xây dựng và phát triển đất nước tập Việt Nam. Một lần nữa tôi xin chúc hội thảo sẽ thành công tốt đẹp và xin chúc các quý vị sức khỏe nhân dịp năm mới và nhân dịp chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ. Tôi xin chúc tất cả chư tôn đức giáo phẩm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin chúc các quý vị đại biểu, các nhà khoa học cùng toàn thể hội thảo, cùng toàn thể các đồng chí dự hội thảo sức khỏe và an lạc trong một năm 2014. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của ông Bùi Thanh Hà, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ. Tiếp theo chương trình là hai cơ quan Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn tặng quà lưu niệm. Kính thưa toàn thể quý vị, nhân hội thảo khoa học lần này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quà lưu niệm gửi đến Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo.
Xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen, hiệu trưởng trường, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, lên nhận quà tu niệm. Trân trọng kính mời Hòa thượng Tiến sĩ Thích Chí Quảng và Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiện Tâm lên trao quà tu niệm. Xin quý vị ở yên vị trí. Kính thưa quý vị, để đáp lễ, xin trân trọng kính mời Hòa thượng Tiến sĩ Thích Chí Quảng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Việt Nam. Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiện Tâm, đại diện hệ Thái Phật giáo Nguyên Việt Việt Nam, nhận quà lưu niệm của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Trung trao quà lưu niệm cho dì vị. Hòa thượng Thích Tức Nghiệp, Phó Pháp chủ thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa thượng Thích Chí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng trưởng ban chỉ đạo hội thảo. Kính bạch Chư Tôn Đức Hội đồng chứng minh Hội đồng trị sự và Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen, hiệu trưởng trường Đại học Học Xã hội và Nhân văn. Kính thưa ông Bùi Thanh Hà, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cùng tất cả các nhà nghiên cứu, các đại biểu. Hội thảo Phật giáo nguyên thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa do trường Đại học Học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Khoa học Việt Nam đồng tổ chức hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2014, nhằm đánh dấu 76 năm Phật giáo nguyên thủy 1938-2014 hiện hữu, đồng hành, góp phần phát triển đất nước Việt Nam và Đạo Phật Việt Nam. Khái niệm Phật giáo nguyên thủy ở đây chỉ cho Theravada, tức thượng tọa thuyết bộ Phật giáo của các vị trưởng lão một trường phái Phật giáo có hệ thống triết học và đạo đức được chép bằng văn hệ Pali, tức Nam Phạn, có trước và làm nền tảng phát triển cho các trường phái Phật giáo về sau, bao gồm trường phái Đại chúng bộ và Phật giáo Đại thừa, vốn dựa vào văn hệ Sanskrit Bắc Phạn. Về bản chất, nếu gọi thượng tọa bộ là Phật giáo tiểu thừa, đối lập hoặc bị xem là thấp hơn Phật giáo Đại thừa, thì đây là một sai lầm mang tính lịch sử, có khả năng gây chia rẽ nội bộ Phật giáo. Khái niệm Phật giáo nguyên thủy được sử dụng trong hội thảo này chỉ cho Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nam Truyền phát triển theo hướng miền Nam nước Ấn Độ. Đây là hệ thái đạo Phật nguyên chất, chứa đựng các lời dạy về chân lý và đạo đức sớm nhất của Đức Phật Thích Ca. Nói theo cách miền Nam Việt Nam đều có những dấu hiệu chi tiết Phật giáo nguyên thủy
đến Việt Nam khá sớm, như chùa Tháp ở thời Asoka, Đồ Sơn, Hải Phòng, Trung tâm Mi Lâu, Trung tâm Trúc Lâm Yên Tử, chùa Phật Tích, Bắc Ninh. Những đề triết học có 12 bài với 3 nội dung. Một là các bài đề cập đến quan điểm con người, học thuyết nhân bản, hành vi đạo đức trong tương quan với luật pháp và xã hội. Hai là các bài nói về học thuyết xã hội Phật giáo, đề cập đến mô hình nhà nước, thể chế chính thể, mục tiêu công bằng, bình đẳng, nhân quyền, trách nhiệm, mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Ba là đề cập đến trách nhiệm cá nhân, tự do tư tưởng, con đường trung đạo, nhằm khẳng định nét đặc thù của Phật giáo trong nỗ lực xây dựng một xã hội bình đẳng theo hướng phụng sự nhân sinh và phát triển bền vững. Nội dung những vấn đề Phật học với trên 20 bài nghiên cứu về các học thuyết, các khái niệm Phật giáo bao gồm Niết Bàn, Luân Hồi, Ba Thế Giới, Vô Ngã, Duyên Thể, Phạm Hạnh, vân vân, góp phần phát họa thế giới quan, nhân sinh quan Phật giáo. Qua đó khẳng định sự ứng dụng Phật giáo trong đời sống bao gồm đạo đức ứng dụng, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bất hại cho hòa bình, giáo dục gia đình là rất cần thiết. Diễn đàn 2 Phật giáo nguyên thủy hội nhập và phát triển gồm 15 bài với 2 hướng nghiên cứu chính. Hướng thứ nhất giới thiệu các vấn đề